Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con về cái kỹ thuật bơ ghép thân bơ. Vì đây là cây bơ hiện tại nó ra một cái gốc bơ nhỏ. Ta ghép với một cái thân bơ này, đó. Ghép một cái thân bơ như này. Sau này bắt đầu nó nuôi từ dinh dưỡng hai cây nuôi đến một cây. Thì với cây bơ này mới có 1,5 năm tuổi mà nó nay đã ra bông rồi. Hai bà con xem. Thân xem thân. Đó, thân ghép thân hả bà con nhìn. Đúng 1 năm tuổi mà có ra bông rồi đó, bông đây. Thì đây ghép bơ thân bơ ghép thân bơ thì đây là bơ bút. Thì hôm nay nó đã ra bông ra trái thì 1,5 năm nên bà con xem cái kỹ thuật ghép kiểu này á. Thì sau này chúng ta ghép nó sẽ rất là nhanh. Cứ một cây thực sinh một cây ghép ta chui vào. Đó là kỹ thuật ghép chui bơ này. Đó bà con xem nè. Đó. Đó, thân bơ ghép thân bơ có bông nè, nhìn có bông hết rồi. Bông đầy đủ hết đó, con xem nè. Cây bơ đúng 1,5 năm tuổi có bông và vài bữa nó sẽ đầu trái, và khả năng đầu trái rất là cao. Đó, bông rất là nhiều rồi con xem nè. Đây bông. Đây, con nhìn kỹ lại này. Đây. Đây là một cái thân dây bình thường. Đó, chúng ta ghép bình thường thôi. Cái chui vô đây nó. Chui sẵn ở đây luôn. Nó tức ngay đây ra bông ngay đây nè. Bắt đầu từ cái thân này chúng ta ghép tiếp chui vô thân chính luôn. Mà lên cây trơn bắt đầu là nó ra bông luôn. Nên cây bơ ra bông hết. Những cành nhỏ này cũng ghép chui hết. Thôi nè, mấy ghép gòn nè. Ghép phát ra bông luôn. Thôi con nhìn. Đây là sẽ hướng dẫn cho bà con xem. Một số cây. Thank you.
ghép này, con ghép ghép ở đây này, người ghép mười mọ có ra bông, có một năm ra bông này, thành nào cũng ra bông hết, thành này cũng ra bông, ghép ngay đây nó các bạn ghép còn. Ghép cũng ra bông rồi. Ghép cái này cũng còn cái hẹo rồi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với bà con mình kỹ thuật bơ, ghép thân bơ. Thì đây là cái bơ hiện tại, đó là nó ra cái gốc bơ nhỏ. Đây ghép được một cái thân bơ nó nuôi từ 2 cây đến 1 cây. Với cái bơ này mới có 1 năm rưỡi tuổi mà bên này đã ra bông. Hai bạn còn xem. Thân trên thân, đó, thân cái thân đó bà con. Đúng 1 năm tuổi mà mới ra bông đó. Thì đây ghép bơ, ghép bơ. Thân bơ ghép thân bơ thì đây được bơ bút. Hôm nay nó đã ra bông ra trái. Năm rưỡi nên là con xem cái kỹ thuật ghép kiểu này á, thì sau này chúng ta ghép nó sẽ rất là nhanh. Một cây sinh một cây ghép ta chui vào, đó là kỹ thuật ghép chui bơ này. Đó là con xem này, đó thân bơ ghép thân bơ có bông này. Bông này đủ hết đó, con xem cây bơ đúng 1 năm rưỡi tuổi có bông và vài bữa nó sẽ đầu trái, cả cái đầu trái rất là cao, nó bông rất là nhiều, con xem đây, đây con nhìn kỹ lại này, đây là một cái thân dây bình thường đó, chúng ta ghép bình thường thôi, cái chui lại nó chui thẳng ra luôn, nó tức ngay đây ra bông ngay đây này. Bắt đầu từ cái thân này chúng ta ghép tiếp chui vô thân chính luôn, mà là cái đơn bắt đầu ra bông, cái bơ ra bông hết, những cái nhỏ này mình ghép chui thôi, mấy ghép còn ghép phát ra bông luôn thôi con. Đây là sẽ nhận qua con xem một số cây, tiếp theo là cây bơ này đó, bông rất là sai con, rất là sai,
ghép ở đây nè. Đây ghép mùa mọn, đó, đã bông, có một năm rồi đã bông. Cành nào cũng đã bông hết. Cành này cũng đã bông, ghép ở đây nó cái ghép còn. Ghép cũng ra bông rồi. Cái này ghép cũng ra bông. Cái này chỉ ghép ngày này vẫn còn cái thẹo à. Bông bắt nhát.